Tôi không dễ bị lừa đâu. Thuê người tìm anh rất dễ. Nhớ đấy. Tôi đây. Anh đang ở đâu? Nhắn cho tôi địa chỉ. Alo, chị đi cùng ai vậy? Tôi đi một mình mà. Anh ngồi ở đâu? Chị lên gác 2. Vào góc trong cùng có cái giá sách đấy. Còn tôi đâu? Nó đang ở đâu? Anh nói anh biết con tôi nó đang ở đâu, đúng không? Kìa chị... Nói đi, nó đang ở đâu hả? Tôi... Anh nói anh biết thông tin của nó. Vậy nó đang ở đâu? Chị cứ bình tĩnh đã. Tôi... Anh lừa tôi đúng không? Kìa chị, tôi xin chị. Chị cứ ngồi xuống đây. Chị ngồi xuống đây tôi rồi nói chuyện. Đưa thông tin cho tôi. Thật ra thì tôi chưa tìm được con cho chị, nhưng vì vợ tôi đang nằm viện, đang bị hôn mê, tôi rất cần tiền đóng viện phí, cho nên tôi mới phải nói chuyện với chị như vậy. Chị hãy thương vợ chồng tôi, hãy cứu lấy vợ tôi. Anh cần bao nhiêu? 100 triệu. Trước mắt tôi cần 100 triệu. Tôi không có số tiền lớn đến như thế. Tôi cũng không biết thực hư chuyện vợ anh bị tai nạn là đúng hay sai. Tôi thề, tôi nói thật. Chị hãy giúp vợ chồng tôi. Khi nào vợ tôi tỉnh, tôi sẽ đi tìm con cho chị ạ. Chị giúp tôi. Chị thương vợ chồng tôi. Cứ cho là anh nói đúng đi. Tôi sẽ đưa cho anh 20 triệu. Khi nào xong việc, sẽ trừ vào hợp đồng. Tôi không dễ bị lừa đâu. Thuê người tìm anh rất dễ. Nhớ đấy.